Dự luật có tên gọi Đạo luật Khoa học và Chip bao gồm 52 tỷ đô la tài trợ cho các công ty Mỹ chế tạo vi xử lý, đồng thời dành cho những khoản vay khuyến khích đầu tư vào ngành sản xuất bán dẫn. Gói tài trợ cung cấp thêm hàng chục tỷ đô la khác cho nghiên cứu và phát triển khoa học, thúc đẩy đổi mới phát triển nước Mỹ. Hôm nay tôi sẽ ký đạo luật khoa học và chip, một khoản đầu tư chỉ có một lần trong đời ở Mỹ, một đạo luật mà người dân Mỹ có thể tự hào về nó. Ngoài ra, đạo luật cũng sẽ rót 200 tỷ đô la trong 10 năm để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Mỹ nhằm cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc. Đồng thời, nhiều công ty thuộc nhóm được hỗ trợ bởi đạo luật đã công bố khoản đầu tư trị giá 44 tỷ đô la vào ngành bán dẫn. Trong đó, 40 tỷ đô la được Micron đầu tư vào sản xuất chip nhớ. Nhà Trắng cho biết, sáng kiến của công ty nêu trên đem lại 8.000 việc làm mới và thúc đẩy thị phần chip nhớ của Mỹ tăng từ 2% lên 10%. Những người ủng hộ cho rằng đạo luật là cần thiết để nâng cao lợi thế cạnh tranh công nghệ của Mỹ và phục hồi ngành công nghiệp chip đang dần tụt hậu của nước này. Mỹ hiện tạo ra khoảng 10% nguồn cung bán dẫn toàn cầu, trong khi đó các nước Đông Á chiếm đến 75%.